Thưa quý vị, có nhiều cách để làm đẹp nơi mình sinh sống và câu chuyện mà chúng tôi sẽ kể sau đây là một cách làm rất đặc biệt. Từ những vỏ chai, mảnh vỡ bỏ đi, hơn 20 người dân tại làng Liên Mạc, huyện Bắc Từ Liêm của Hà Nội đã biến đường làng và ngõ xóm trở thành những triển lãm tranh với những bức họa bằng vật liệu tái chế đẹp mắt có 102. Và trong khoảng hơn 3 tháng, họ đã cùng nhau hoàn thành 200 mét đường làng bằng các bức tranh được ghép từ những mảnh vỡ tưởng chừng như là vô dụng. Làng Liên Mạc, xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường. Đó chính là thông điệp đầu tiên mà khi ai bước tới làng Liên Mạc đều thấy được. Hàng chục bức tranh được ghép nối bằng xi măng với vỏ chai và gạch bỏ đi. Điều đặc biệt, mỗi bức tranh đều có một ý nghĩa. Câu chuyện về con đường tái chế cũng khiến cho nhiều người con sống xa làng cũng phải trở về. Qua cô vô tình cô xem ở trên mạng làng Liên Mạc, cô thấy hình ảnh con trâu của cô rất là gặp phía tường ở đây may quá. Nó khang trang hơn và đẹp hơn và cô rất tự hào về con đường gốm sứ ở làng làm. Xuất phát từ thực trạng, con đường làng có nhiều bãi rác, đặc biệt là rác thải rắn. Người vẽ phác họa, người chắp nối để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. 20 người dân tại làng Liên Mạc, mỗi người một công việc riêng, nhưng họ đều tìm thấy niềm vui trong công việc chung này. Chụp những cái rác trong tại vườn của các gia đình. Chúng tôi gom lại những cái bức ảnh đấy và gửi lên cái trang nhóm đấy. Và chúng tôi cũng sưu tầm một vài cái bức tranh gốm ở các địa phương khác, đặc biệt là con đường gốm sứ của Hà Nội. Mặc dù là chắc chắn sẽ không đẹp bằng họ, nhưng sẽ thành những bức tranh. Những cái vấn đề như là cây đa giếng nước Xuân Đình, hoặc là những cái chiếc quạt nan, hoặc là cậu bé chăn trâu, đấy những cái hình ảnh mà rất sống động và rất là gần gũi với nông thôn ta xưa đến nay. Bà con bảo là người đi qua cũng ngắm cũng thấy khen là có đẹp và có ý nghĩa. Và khi lên được cái bức tranh rồi thì chúng tôi cũng rất tự hào. Giai đoạn 2 của con đường đang được chuẩn bị thực hiện. Những viên gạch bỏ đi vẫn được nhặt và tập kết tại một địa điểm. Công việc chẳng của riêng ai, nhưng tất cả đều hồi hộp để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật sắp tới. Đàn ông, phụ nữ, người già, chúng ta đều có thể thực hiện được. Và nếu như tất cả đều ý thức được là bảo vệ môi trường, thì chắc chắn là sẽ không còn rác. Và tất cả mọi con đường sẽ trở thành con đường gốm, con đường tình yêu như thế này. Bảo vệ môi trường, tạo ra một không gian sống xanh là điều mà ai cũng muốn thực hiện. Nhưng làm như thế nào để mà việc này người dân không chỉ là ủng hộ mà còn họ còn hô hởi, vui vẻ để cùng nhau thực hiện? Thì vừa rồi là một gợi ý vô cùng thú vị. Hãy gọi những người dân ở làng Liên Mạc là những người nghệ sĩ.